các bạn cách để chia sẻ Wi-Fi ở trên điện thoại. Thì để chia sẻ Wi-Fi thì bước đầu tiên bạn phải bật 4G hoặc là 3G là dữ liệu di động của mình lên ở chỗ này. Đây, các bạn bật dữ liệu di động lên. Tiếp theo thì bạn vào cái mục cài đặt, rồi nhấn vào mạng và internet, chọn vào cái mục là điểm phát sóng và chia sẻ internet, rồi nhấn vào điểm phát sóng wifi, bạn bật nó lên là bạn là cái điện thoại của bạn sẽ chia sẻ được wifi để một điện thoại khác hoặc là một cái laptop khác có thể bắt được. Thì những điểm lưu ý như sau: đầu tiên là bạn phải đăng ký cái gói dịch vụ data để có cái data mới chia sẻ, thì cái đầu đối diện mới có thể lên lướt web được. Điểm thứ hai là khi bạn chia sẻ trong một cái thiết bị nào khác thì tốc độ sử dụng data sẽ nhanh hơn khi bạn sử dụng chỉ cái điện thoại của mình thôi. Rồi, thì đó là cách để các bạn có thể chia sẻ wifi ở trên điện thoại của mình. Nếu bạn thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình. Hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt nhé.